Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền tổ quốc nhé. Thì hôm nay tranh thủ em đang sang chậu và thay giá thể cho lan. Thì em tiện thể em quay cái video để cho bác cùng nắm được cái vấn đề là vì sao mà mình cần phải thay chậu và thay giá thể mới cho cây lan, để cho cây lan của chúng ta nó phát triển được một cách tốt nhất năm sau hơn năm trước các bác nhé. Với nội dung này thì em sẽ có hai cái trường hợp cụ thể, và đây là hai trường hợp cơ bản mà chúng ta hay gặp phải. Trường hợp thứ nhất á, là chúng ta có một cái giỏ lan thuần đang phát triển khá là ok đấy. Và đây thì cái chậu này em mới thay xong này. Em mới thay xong thì em nói sơ lược để cho bác cùng nắm nhé. Đây là một cây chớp Mỹ. Đấy, cây chớp Mỹ thì các bác nhìn thấy toàn bộ cái khung này, này. Toàn bộ cái khung giá thể nằm bên trong cái chậu lớn này này. Thì trước đó nó được trồng ở trong cái chậu này. Đó, trồng trong chậu này. Và khi mà chúng ta quan sát sau 1 đến 2 năm chúng ta trồng từ cây nhỏ, mà chúng ta thấy rằng cái bộ rễ của nó đã phát triển rất là mạnh. Và đến một cái lúc nào đó thì cái bộ rễ này nó cảm giác như bị chật và nó thiếu về giá thể. Tại nó chỉ trồng một cái chậu nhỏ này thôi mà. Đó. Toàn bộ cái hệ thống rễ này nó đã ở một cái trạng thái nó chật trội và rễ nó phát triển xung quanh những cái vành chậu như thế này. Đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Đúng không ạ? Toàn bộ phía bên ngoài là rễ hết. Đó. Thì xác định một điều rằng là cái giá thể trồng trong cái chậu này và cái size của chậu này nó không còn phù hợp với một cái cây như thế này nữa. Thì như vậy chúng ta phải nghĩ đến một cái giải pháp, đó là giải pháp thay chậu. Đấy, thì em thay vào cái chậu này, thay cái chậu lớn này, để cho cái cây này nó có nhiều cái giá thể để nó ăn hơn. Đấy, giá thể mới thì bao giờ cái chất dinh dưỡng của nó cũng nhiều hơn. Đấy, và nó sẽ đảm bảo được với cái cây khi mà nó đã lớn và trưởng thành. Như vậy là chúng ta sẽ sang chậu. Khi mà sang chậu trong cái trường hợp này thì đây là một trường hợp nó đơn giản các bác nhé. Thì để cho nó ổn định, nếu mà cái cây nó đang phát triển một cách ổn định á, thì chúng ta nên khéo léo nhấc cái cây lên khỏi cái chậu này. Cái việc nhấc cây ra khỏi chậu á thì nó không khó đâu. Ta khéo léo ta nhấc, nếu như cái giá thể này, giá thể cũ của nó vẫn đảm bảo, nó không bị nấm, không bị khuẩn á, thì chúng ta sẽ tận dụng luôn cái giá thể đấy để cho cái cây nó đảm bảo được cái sự ổn định. Đấy, ta nhấc cả toàn bộ. Đây, khi nhấc lên thì gần như là cái chậu này nó không có một cái rễ nào bám cả, bởi vì gần như là nó giữ được toàn bộ luôn. Đó. Và chúng ta đặt nguyên cái bầu này vào bên trong chậu và bỏ thêm những cái giá thể xung quanh nữa để cho nó phù hợp với cái chậu và cái cây của chúng ta. Và có một cái lưu ý là cái giá thể này này, mỗi lần thay về thay chậu là một lần mà chúng ta phải thận trọng về vấn đề giá thể. Giá thể ở đây thì em dùng là vỏ thông. Thì vỏ thông này đã được xử lý vôi rồi, ngâm vôi mọi cái ok rồi. Đó. Sau khi ngâm vôi các bác có thể là để phơi khô và để dùng dần. Nhưng trước khi dùng thì có một cái nguyên tắc là chúng ta phải ngâm cái giá thể này vào trong nước để cho cái giá thể này nó no nước các bác nhé. Một cái miếng vỏ thông nó no nước thì nó thường là cái màu như thế này các bác này. Nó sẽ phải là no nước. Thì khi đấy chúng ta mới thực hiện là chúng ta đưa vào chậu. Nếu như giá thể mà không no nước á, thì nó khô á, thì nó sẽ thực hiện là hút nước ngược lại của cái bộ rễ nó đang phát triển như thế này. Bộ rễ này nó đang cần rất nhiều nước các bác nhé. Nếu như mà giá thể này mà khô mà đặt vào là nó sẽ hút ngược lại của cái rễ. Thì thường dẫn đến cái tình trạng là cái rễ nó sẽ bị mất nước, nó sẽ khô và nó sẽ ngừng phát triển. Đấy, còn nếu như mà cái giá thể này nó kết hợp được cái độ no nước và nó giữ được độ ẩm thì cái rễ này nó sẽ bắn ra và bám vào luôn. Cho nên gần như là cái cây nó không có một cái sự ảnh hưởng, nó vẫn phát triển một cách bình thường luôn. Đấy. Đây là trường hợp những cái cây mà chúng ta trồng nó đã ổn định rồi và quan sát thấy cái phần rễ nó phát triển và chậu không còn đảm bảo nữa thì chúng ta thực hiện thay chậu và thay một cách đơn giản như thế này.
Thì những cái video mà thay ấy thì thực hiện thao tác thì em ít khi em thực hiện, em làm em quay lên lắm, bởi vì nó sẽ mất thời gian của bác. Thay vì đó thì em sẽ nói để cho bác cùng hiểu, vừa từ đấy thì mình thực hiện, mình biết cách mình làm thôi. Đó, chỉ cần ví dụ những cái chậu như thế này này, thì để mà nhấc nó ra một cách nguyên vẹn á, thì các bác chỉ cần làm một cái thao tác là chúng ta bóp xung quanh. Đó, ta bóp nhẹ xung quanh cái chậu này này, để cho những cái rễ nó bám vào trong cái thành chậu này, nó sẽ tự khắc nó bung ra. Chứ không cần phải, chứ đừng có tự nhiên là nhấc lên luôn nhá, phải bóp, bóp xung quanh. Đó, để cho nó tự nó bung ra. Sau đó là mình nhẹ nhàng mình nâng lên rất khéo léo, là hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến bộ rễ của nó cả. Sau đó nhẹ nhàng đặt vào chậu và bỏ ra thể, đúng không? Và chúng ta tiếp tục chăm sóc nó bình thường. Đó, thì đây là cái trường hợp thứ nhất là thay giá thể đối với một cái giò lan mà nó đang sinh trưởng bình thường nhá, đang sinh trưởng bình thường và chúng ta thay thôi. Đây là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đây là một trường hợp mà sẽ nhiều bác gặp nhất và bắt buộc chúng ta phải kịp thời xử lý, nếu không thì cái cây lan của chúng ta nó sẽ chậm phát triển và có thể nó sinh ra bệnh và dần dần nó sẽ bị hỏng mất cái cây lan. Thì đây là một trường hợp chúng ta phải kỹ lưỡng và thực hiện nhé. Thì giò này thì có lẽ là nhiều bác đã biết được, đây là một cái trụ mà bằng vú sữa. Giò này thì em đã quay trong những cái video nói về xử lý nấm trên giá thể. Đấy, thì với một cái trụ gỗ hoặc là một cái chậu chúng ta trồng mà đến một cái thời điểm mà chúng ta quan sát thấy là hay xảy ra những tình trạng nấm trắng. Đây, đây nấm trắng các bác. Đấy, đây nấm trắng này, đó, bị nấm đấy. Thì khi mà chúng ta sử dụng Bencona hoặc là Hùng Nguyễn Nano để thực hiện, mình phun là mình xử lý cái nấm này này, thì nó sẽ tiêu diệt được cái nấm, có nghĩa là làm cho cái cây nấm này nó chết. Nhưng mà có một cái á, là nó chỉ chết cái cây nấm thôi, ở bên ngoài thôi, chứ còn cái bản chất, cái tính chất nấm ở trong cái giá thể này, nó vẫn còn, nó không thể nào triệt để được. Chính vì vậy cho nên là cứ sau chu kỳ tầm 2 tháng thì cái nấm này nó lại phát triển trở lại, nó lại thực hiện nó lên tiếp. Đấy, cho nên cái cây lan của chúng ta gần như là nó rất khó để phát triển. Thì với những cái trường hợp giá thể mà trước đó chúng ta xử lý chưa kỹ á, dẫn đến cái tình trạng bị nấm như thế này này, thì sớm muộn thì chúng ta cũng phải thay. Cái việc mà các bác sử dụng Nano, Hùng Nguyễn hoặc là Bencona á, là mình chỉ xử lý cái nấm mới tạm thời thôi, tạm thời chứ không thể nào triệt để được. Đấy, cho nên là cái phương án mà thay giá thể là một cái phương án mà chúng ta phải làm. Thì chúng ta thấy này, với cây lan ấy, thì thường là 1.5 năm đến 2 năm là chúng ta thường phải thay giá thể một lần. Đây cái bộ rễ cũ của nó các bác thấy này. Đấy, là nó dần dần là nó sẽ khô và nó sẽ, nó vàng, nó khô và nó dần nó chết đi, để nó thay một cái thế hệ rễ mới. Đó, ví dụ như một cái cây lan của chúng ta trồng thì ban đầu là cái thân đấy nó ra rễ và nó bám vào giá thể, đấy là năm đầu tiên. Sang năm thứ hai thì cái thân đấy nó sẽ thắt ngọn, rụng lá ra hoa và ngừng phát triển, và tiếp tục là nó đẻ một cái thế hệ mầm gốc ở phía dưới, để đấy là cái thế hệ tiếp theo. Thì cái mầm gốc đấy nó lại bắt đầu nó ra một cái hệ thống rễ mới. Đó, thì cái rễ đấy mới là cái rễ mà nó lấy dinh dưỡng để tiếp tục nó phát triển cái giò lan. Còn những cái rễ cũ như thế này thì dần dần nó khô và nó sẽ không còn một cái giá trị nữa. Đó, cho nên chúng ta hiểu rằng là cần phải thay và cũng không có tiếc nuối gì với những cái hệ thống rễ này nhá. Chúng ta có thể cắt nó đi, những cái rễ cũ và cắt nó đi, đúng chưa? Và có một cái nữa, vì sao mà phải thay theo cái nguyên tắc là cứ 1.5 năm đến 2 năm một lần? Bởi vì giá thể khi mà trồng lâu và dần dần nó sẽ mất dinh dưỡng. Nó ở trạng thái mục, trạng thái chứa khuẩn và nấm. Cho nên chính như vậy chúng ta cần phải thay giá thể, cũng là một cái nguyên tắc. Thì cái rễ này trước đó là nó cũng khá là to và rất dày thân, thì em cũng mới thực hiện em bóc, thì các bác xem này. Đây, đây là toàn bộ những cái khóm phi điệp mà em bóc ở trên cái thân đấy. Đấy, một cái thân mà em đã bóc được bấy nhiêu luôn đấy các bác. Thì trước khi mà nói về cái vấn đề xử lý
đối với những cái mới bóc này thì em cũng nói rõ luôn để bác cùng nắm được. Thì trước kia cái rễ này thì em đều trồng bằng ki. Đây là cái ki cũ của nó, cách đây khoảng độ hơn 2 năm, gần 3 năm. Đây là cái ki cũ, đoạn ki cũ nó vẫn đang còn này các bác này. Đấy, đoạn ki cũ này. Đấy, đây. Đây ki này này, nó lên được một khóm. Nó lên được một cái ki. Sau đó nó đẻ dần dần thì một cái ki đấy nó sinh ra được một cái khóm như thế này. Đó. Một ki nó sinh ra được một khóm nhá. Ví dụ như cái này đi. Cái này tiếp theo đi. Thì đây, cho bác xem. Đây cũng nó cũng xuất phát từ một cái ki. Đây cái ki đang còn này bác này. Đây. Cái ki là nó đẻ được, nó lên được một cái ki và dần dần cái ki đấy nó đẻ được những cái mầm gốc. Thì đây em cũng được khóm thứ hai. Có nghĩa là từ một cái ki nhỏ mà chúng ta sẽ được một cái khóm như thế này. Tuy nhiên là cái cây này giá thể nó không ok, cho nên là cái độ phát triển của nó rất là kém, nó xấu. Nhưng mà bây giờ mình kịp thời mình xử lý thì nó cũng sẽ ok thôi. Em đang nói về vấn đề nó phát triển thôi. Ví dụ đây cũng thế này, một cái ki này. Đó. Những cái thân mà ra hoa già thì em cắt đi. Đó. Thì nó bây giờ nó như thế này. Đó. Đều là những cái ki cả đấy các bác. Đó. Chỉ là một cái đoạn thôi, nhưng dần dần mình đây, ki đây. Đó. Ki đây. Đó. Thì kể cả những cái khóm lớn này cũng xuất phát từ một cái ki các bác nhé. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với phi điệp, khả năng nó sinh sản, phát triển rất là nhanh theo năm tháng. Đấy. Rất là nhanh theo năm tháng. Đó. Chỉ là một cái ki mà nó đã được như thế này. Thì bây giờ mình đã được một khóm này mình thực hiện mình trồng rồi, đúng không ạ? Đấy. Được từng khóm một để chúng ta thực hiện trồng. Thì em quay trở lại. Cái dề này thì nói trước là nó đang bị bệnh nấm và khuẩn ở giá thể, dẫn đến là gì ạ? Cái hệ thống rễ của nó không lấy được dinh dưỡng một cách tốt nhất. Nó thể hiện ngay ở cái phần lá và những cái mầm này. Đó, nó không được mượt mà và đang ở trạng thái bị bệnh, đúng không ạ? Thì chúng ta phải xác định một điều là phải làm lại cái giò này. Các bác bóc ra, khéo léo thực hiện bóc nó ra khỏi cái giá thể này. Đó. Không tiếc nuối những cái rễ cũ nha. Đấy, bóc ra hết đây, em thực hiện em bóc ra hết này. Đó. Thực hiện bóc ra. Chúng ta đẩy cái kéo vào và thực hiện nậy nậy dần nó ra, rồi cắt những cái rễ mà nó bám vào trong cái giá thể đi. Rồi sau đó chúng ta làm để những cái khóm này nó mang chất là nó sạch sẽ như thế này. Nó gần giống như là hàng bóc rừng này các bác. Đấy. Nó gần giống như bóc rừng thôi, chúng ta bóc đi. Đó. Tất nhiên là hàng này mà so bóc rừng thì cái này là nó khỏe hơn rất là nhiều, bởi vì ạ, cái giò này là giò lan ở trong vườn của chúng ta. Cho nên chúng ta bóc, chúng ta xử lý thì chúng ta ghép luôn thì cây lan nó không bị mất sức. Nó không bị vận chuyển, không bị qua cung cầu, đúng không ạ? Thì yên tâm là nó sẽ không thể nào chết được đâu các bác nhé. Đấy, chúng ta thực hiện làm vệ sinh, cắt tỉa toàn bộ rễ để tạo thành những cái khóm như thế này. Thì những cái mầm gốc đây này, thì bây giờ nó đang nhú lên cái rễ mới này. Đấy, chúng ta nhìn thấy những cái rễ mới này. Đây này. Đấy, cái hệ thống rễ mới này. Thì khi bây giờ chúng ta ghép á, thì cái rễ này nó tiếp tục nó phát triển và nó ăn vào giá thể. Đó, những cái rễ mới này. Đây, đó, rễ mới là hoàn toàn bóc thì nó đâu có liên quan gì đến cái phần giá thể đâu. Đó, rễ mới đang lên. Bây giờ trồng mà tiếp tục là nó phát triển, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cắt tỉa toàn bộ cái phần rễ nó sạch sẽ rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến một cái phương án, đó là xử lý nấm và khuẩn một cách triệt để đối với cái những cái lan mà chúng ta đang làm này. Thì do là nó có cả nấm và khuẩn cho nên em sử dụng hai cái. Một là Ridomin Gold. Ridomin Gold là cái thành phần của nó là nó xử lý cái thằng khuẩn rất là ok nhé. Và hai là Casomin là nó chuyên về trị những cái thằng nấm. Đấy, nấm ở trên lá, trên thân. Cho nên mình kết hợp hai cái thằng này. Mình pha rồi mình thực hiện, mình ngâm tầm khoảng độ 30 phút thôi. Đấy, 30 phút. Sau đó mình treo ngược lên. Thì đây em cũng nói luôn, ví dụ như pha tỷ lệ như thế nào á, thì các bác sử dụng ở đây là Casomin là 1cc trên 1 lít nước, hay là gần gọi là 1ml á, trên 1 lít nước. Còn Ridomin Gold này thì các bác có thể sử dụng 1 thìa cà phê. Đấy, 1 thìa cà phê. Rồi hai cái hòa với nhau, sau đó chúng ta thực hiện ngâm để xử lý về khuẩn, đúng không ạ? Xử lý về khuẩn. Ngâm sau chúng ta thực hiện là treo lên để ở cái nơi mà thoáng mát. Đó. Thì khi mà xử lý, chúng ta thực hiện ngâm thuốc xử lý đó, thì tốt nhất là các bác nên là hạn chế tưới. Để ở nơi thoáng mát rồi thì mình hạn chế tưới khoảng độ là một ngày, để cho cái nấm và khuẩn nó hoàn toàn được xử lý hết, đúng không ạ? Sang cái ngày hôm sau
Thì để phục hồi cái cây nhanh thì chúng ta có thể là pha B1 kết hợp với Super Thai, có thể là thêm thành phần kích rễ. Đó. Ví dụ như chúng ta sử dụng á là 1 lít nước với 5 giọt B1. Thêm vào đó 1 đến 2 giọt Super Thai. Và kích rễ thì tùy theo loại chúng ta sử dụng, nhưng em dùng rốt 2 á thì em sử dụng vào 5 giọt. Mình hòa với nhau và mình ngâm tầm khoảng độ 2 tiếng. Đó. Ngâm tầm 2 tiếng. Sau đó mình lại treo ngược lên. Nha. Các bác treo ngược lên để vẫn để ở nơi thoáng mát. Và hàng ngày chúng ta thực hiện là tưới cho nó định kỳ 1 đến 2 lần, thường là 2 lần, buổi sáng và buổi chiều. Và nhớ trong giai đoạn này chúng ta tránh nắng nha. Không để cây ở cái nơi nắng. Đó. Chúng ta để vậy rồi treo ngược lên là khi nào mà có thời gian thì chúng ta thực hiện ghép lại thôi. Thì những cái khóm này thì thông thường đấy các bác biết, từ một cái kỳ mà đã lên một cái khóm như thế này thì tốt nhất chúng ta từ một cái khóm này chúng ta trồng vào một chậu đi. Đấy, chúng ta trồng vào một chậu thì nó sẽ hợp lý, đúng không ạ? Còn cái khóm nào mà nhỏ thì chúng ta có thể trồng 2-3 khóm. Còn bác nào mà thích một cái giò lớn thì chúng ta có thể ghép luôn vào những cái chậu lớn. Đấy, để cho nó phù hợp với cái nhu cầu và cái sở thích của mình thôi. Bây giờ thì em cho các bác nhìn sơ lược những cái giò lan mà cũng mới ghép trong cái thời gian vừa qua nhé. Thì đây, cái cách mà em thực hiện em ghép lại những cái khóm mà như thế này. Đấy, các bác nhìn thấy là em sử dụng là vỏ thông và kết hợp với rêu rừng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là trồng mà phải nổi gốc các bác nhé. Nổi gốc lên, tránh cái trường hợp là nó bị thối nhũn. Đấy, chúng ta nổi gốc lên thì bây giờ là những cái rễ nó đã thực hiện bắn xuống này. Đấy, nó đã thực hiện bắn xuống. Và chúng ta quan sát là cái ngọn nó phát triển. Đấy, ngọn nó phát triển rất là ok và mầm gốc nó sẽ lên tiếp, đúng không ạ? Đấy, thì những cái khóm, từ những cái khóm nhỏ nhỏ xíu thôi thì chúng ta cũng nhanh chóng để có một cái giò lan, đúng không ạ? Thì ở đây tương tự cũng thế. Đấy, chỉ có hai cái thân này thôi thì bây giờ nó cũng đã lên được đến 4 cái mầm gốc, đúng không ạ? 4 cái mầm gốc đó. Và cái bộ rễ của nó như thế này. Đấy, em trồng các bác thấy không ạ? Rất là đơn giản nhưng mà trồng nổi lên các bác nhé. Cái rễ nó tự khắc nó sẽ mò xuống phía dưới. Và ở đây mình có thể bỏ thêm ít rêu nữa cũng được. Nhưng mà rêu lưu ý là bỏ nhưng mà không tấp vào phần gốc nha. Để nó thoáng lên, càng thoáng càng tốt. À, đây nữa. Đó, cái ngọn nó đang phát triển. Đây em để thòng xuống này. Thì cái bộ rễ của nó đó. Đó. Khi mà cái rễ của nó xuống rồi, nó chắc chắn rồi thì em có thể rải một ít phân nhặt. Đây, những cái kiến cực kỳ nhỏ luôn. Đó. Rễ mọi cái nó bám xuống và khi đấy thì nó sẽ phát triển được. Đó. Thì quay một số những cái hình ảnh như thế này để các bác nhìn thấy rằng là gì ạ? Là cái cách mà mình trồng thôi. Cái cách mà mình thực hiện trồng và mình đặt cây như thế nào cho nó phù hợp. Thì ta thấy rằng là cái mầm gốc nó lên và cái hệ thống rễ rất là khỏe. Nó trắng to, nó thoáng chứ không theo kiểu là trồng mà tấp tùm lum la lên đây đâu các bác. Cực kỳ thoáng. Ở đây nếu mà có bỏ thì bỏ một chút ít cái rêu để nó giữ ẩm. Trong cái trường hợp mà chỗ khu vực các bác cực kỳ nóng, đúng không ạ? Thì chúng ta bỏ thêm ít rêu nữa. Còn đây thì em để những cái cây mới ghép ở cái nơi thoáng mát á. Cho nên em chỉ cần là đảm bảo được độ thoáng. Càng thoáng thì cái bộ rễ nó phát triển càng nhanh và càng nhiều. Chứ càng tấp nhiều cái giá thể rêu vào thì khả năng nó giữ ẩm tốt, nhưng mà cái cây nó sẽ chậm ra rễ hơn. Đó. Thì khi chúng ta tách rồi thì chúng ta có thể là trồng theo kiểu này các bác nhé. Đó. Như vậy thì trong cái video này em đã trao đổi với các bác hai cái trường hợp phổ biến để chúng ta thực hiện là trồng lại và thay giá thể cho một cái giò lan của chúng ta, đúng không ạ? Đây là cái hình thức chuyển chậu và bổ sung thêm giá thể, một trường hợp rất là cơ bản để cho cái giò lan nó phát triển, đúng không ạ? Giò lan tiếp tục nó phát triển mạnh hơn. Và đây là một cái trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải thay giá thể, bởi vì cái giá thể này nó không đảm bảo. Nó không đảm bảo dẫn đến cái tình trạng là cái cây nó bị nấm và khuẩn. Thì chúng ta kết hợp để chúng ta bóc ra và xử lý. Từ đấy chúng ta thực hiện. Rồi em xin phép được kết thúc video ở đây nhé. Nếu các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên đăng ký kênh để thường xuyên nhận được cái video mới nhất của em về chủ đề phong lan. Chia sẻ và like để nhiều người khác cùng được xem video này. Em xin chân thành cảm ơn và chúc các bác một ngày thứ bảy sức khỏe và nhiều niềm vui. Em xin...